chào quý thầy cô. Dưới đây là bản giáo án đầy đủ cả năm, môn hoạt động trải nghiệm lớp 7, bản 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình, chúng ta có thể thấy giáo án có bài đầu tiên, chủ đề 1, rèn luyện thói quen. Nội dung bài học của chúng ta sẽ có những phần như sau. Chúng ta cùng xem thêm bản giáo án của chủ đề số 2, chăm ngoan học giỏi, tuần 5, tiết 1, tìm hiểu phương pháp học ở trường trung học cơ sở. Chúng ta cùng xem thêm một bản giáo án khác nữa. Chủ đề 9, tìm hiểu phẩm chất và năng lực cần có ở người lao động. Tuần 32, tọa đàm về vẻ đẹp người lao động. Thầy cô lưu ý rằng giáo án khi tải về là giáo án bản quốc. Thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình học của địa phương mình. Và để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.